Trân trọng kính mời quý vị và các bạn xem đôi loa đài Sony combo đen CFS710S hì. Đôi loa này chuẩn bị lắp vào, sau đó để test để bọc ni lông đóng vào thùng xốp mới đét đèn đẹt để gửi cho một thượng đế U70 ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là mặt tiền. Đây là cái bên trái. Cái bên trái thì cái loa check là bên trái, và cái loa phải thì cái loa check là bên phải. Đấy, lưới không có bị móp méo gì cả. Cái này thì nước xi mạ ở chỗ cái loa check này còn rất chi là đẹp. Đấy, nước xi mạ của cái loa chính này cũng còn tương đối đẹp. Cái lưới này mình sơn lại rồi. Lưới này mình sơn lại. Lưới sơn hai mặt nhé. Sơn cả mặt trong lẫn mặt ngoài để cho nó đi cùng năm tháng. Đấy, lưới sơn lại rồi. Ở cái nước xi ở dưới này, nước xi ở dưới này thì mình sơn lại. Sơn lại thế nhưng mà hôm nay sơn vội thế mà nó cũng không chưa được nét cho lắm, thế nhưng mà nó cũng sáng. Đấy. Sơn thì nó không ra cái màu mạ chrome đâu, thế nhưng mà nó cũng thuộc lại màu sáng. Đây chân ốc này vệ sinh sạch đẹp rồi, một chân ốc này, hai chân ốc này, chân ốc này bị nứt thì lát nữa xử lý sau. Chân thứ tư này, chân thứ năm này, chân thứ sáu này, thế là sáu cái chân ốc để bắt vỏ là không bị gãy cái chân nào cả. Đây là chân ốc để bắt loa này, chân ốc để bắt loa này, chân ốc để bắt loa này, chân ốc để bắt loa này. Đấy, vệ sinh sạch đẹp. Sang đây cái mặt thứ hai, cái mặt này là ở bên phải, cái loa bên phải. Loa bên phải này thì cái nước mạ của cái loa check này thì còn rất chi là bóng như inox ấy. Thế nhưng mà cái loa bass, ở cái loa bass này thì chỗ này nó bị bạc. Chỗ này bị bạc. Lưới sơn lại rồi, lưới sơn lại sơn đen bóng nhẫy. Đấy. Bưng bít cái chỗ này để lơ sơn cái lưới cũng mất rất nhiều thời gian. Đây là cái chỗ này cũng sơn lại này. Đấy. Đã xem chân ốc, đây là một cái chân ốc này. Đây chân ốc này. Chân ốc không bị gãy cái nào cả, đây chân ốc này. Đây chân ốc này. Cái chân ốc này bị nứt này. Đấy, nứt lăn nó sẽ buộc cái lạt vào xong bôi keo vào. Chân ốc này là chân ốc để bắt vỏ, còn chân ốc để bắt loa thì không việc cái gì. Nhưng mà kể cả cái chân ốc này có một cái chân gãy cũng không việc cái gì cả. Vì cái đài này, cái loa này bắt 6 con ốc vít cơ. Chứ còn đài Sony 710, 715 chỉ bắt có 4 ốc vít. Thông thường thì bắt 4 ốc vít, riêng cái đài này bắt 6 ốc vít. Bây giờ có gãy một chân thì vẫn còn bắt được 5 con ốc vít. Đây sơn cả hai mặt. Đấy sơn cả hai mặt. Đây là cái thùng, hai cái thùng đằng sau. Hai cái thùng sau. Đây. Đấy, chân ốc này. Chân ốc này. Vệ sinh sạch đẹp rồi nhá. Đấy, chân ốc này. Tăng cứng nha, tăng cứng chữ thập này. Không có bị vỡ nứt gì cả. Đây. Khóa vẫn còn. Đấy, đây là một cái nhá. Đây, rãnh này. Sang đây cái loa bên đây, cái vỏ thùng đằng sau này. Một cái chân ốc này. Hai cái chân ốc này. Ba cái chân ốc này. Bốn cái chân ốc này. Năm cái chân ốc này. Chân này bị gãy rồi. Chân này bị gãy chân rồi. Đấy. Vệ sinh thì sạch đẹp rồi. Còn bây giờ xoay sang hai cái loa, hai cái loa cùng một màu. Đây. Đấy. Xoay cái loa này trước. Loa này không có bị lỗ thủng nào cả, không bị lỗ châm kim nào cả.
sang cái loa bên đây. Có khi là Mỹ loa, có khi là Mỹ loa. Ui giời, đúng là hàng của nông dân Khang. Sony 6W 6 ohm. Ui giời, cái xương loa này. Đây là Mỹ loa, xin thưa với quý vị và các bạn. Đấy, hàng của nông dân nó chỉ thế này thôi. Đây. Đã được ký tên Khang 1861. Loa này còn zin thật mới có cái chữ này. Khuôn loa này. Loa này còn zin thật. Đấy là điều chắc như đinh đóng cột. Sướng không? Nhìn cái xương loa này hoa hết cả mắt. Nó phải đeo kính râm vào. Đây, cái này cũng không kém phần long trọng. Cái này cũng ký tên vào đây rồi. Ký tên vào đây là loa này còn zin thật. 6 ohm 6W. Ở đây có vết gì này. Đấy. Loa này như thế này. Nó khác với lại cái loa mà mình mua sáng nay mình quay. Một trời một vực. Đây, dây này. Sạch đẹp nhá. Đã dùng kính lúp cũng như kính lão đeo vào để xoay cẩn thận. Chứ lỡ mà lại ký tên vào đây mà loa quấn lại thì hết phim. Nên là trước khi quay là phải xoay thật kỹ. Xoay xem nó còn zin hay không. Nó còn zin rồi thì mở nghe thử xem âm thanh nó có ưng cái lỗ tai không. Đôi loa này mình cung cấp với một mức thóc là 700.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Bỏ ra 700.000 đồng mua loa của người nông dân thì một điều chắc như đinh đóng cột là được sở hữu những cái loa còn zin thật. Những cái loa còn zin thật. Thôi bây giờ mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup. Không có một cái lỗ thủng đâu cả. Sướng cuộc đời.